mình sẽ bồi dưỡng sức khỏe thiệt là siêu đỉnh để chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh. Jingle bell, jingle bell, chiên cái đầu con heo, eo eo eo. Ui là trời, sắp Giáng sinh rồi mọi người ơi, mà vẫn như thông lệ của mỗi năm ha, là mình sẽ bắt đầu đi mua những cái đồ linh tinh để trang trí Noel thôi. Không biết là mọi người sẽ như thế nào chứ ai mà hỏi mình hả, cái lễ nào trong năm mà mình thích nhất là mình sẽ mạnh dạn trả lời liền, đó chính là Noel. Mọi người biết sao mình thích như vậy không? Tại vì mỗi lần mà đến dịp Noel ha, thời tiết sẽ se se lạnh và lúc đó là mình sẽ có cơ hội ha mặc nhiều bộ quần áo rất là đẹp, rồi khoác áo khoác nè, khăn quàng cổ các kiểu như là những cái phim Hàn Quốc mình coi á, mấy anh oppa trong phim á mọi người. Mà Giáng sinh năm nay rất là đặc biệt nha, mỗi năm á là mình sẽ trang trí cây thông Noel thôi đúng không, nhưng năm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thêm một cái lò sưởi, tất nhiên vẫn theo quy tắc nhanh gọn lẹ và rẻ. Những cái vật liệu mình chuẩn bị để làm lò sưởi rất là đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ cần có băng keo, sau đó là kéo, và cuối cùng nguyên liệu không thể thiếu đó chính là thùng giấy. Trong clip với là mình đã ráp lại với nhau và sử dụng tổng cộng là 5 cái thùng giấy. Rồi tiếp theo đó mình đã phủ cố định ở bên ngoài cái hộp giấy bằng những lớp băng keo màu trắng. Sau khi hoàn toàn cái lò sưởi của mình đã được phủ lớp keo màu trắng thì bắt đầu mình sẽ cắt nhỏ những miếng băng keo màu đỏ để giả bộ làm gạch. Chỉ cần sau những cái bước này thôi là mình sẽ có liền một cái lò sưởi bằng gạch đỏ. Hai nãy giờ thì cũng đã làm được 1 giờ đồng hồ rồi, sắp hoàn thành rồi. Bây giờ mình xin phép nghỉ ngơi một chút xíu nha, để bồi dưỡng thêm sức khỏe đó mà. Chắc là tất cả mọi người ở đây đều biết gia đình Min đã từng bị nhiễm Covid. Để cho cả gia đình phục hồi sức khỏe sau khi bị nhiễm bệnh á, là mình phải cần bồi bổ thật là nhiều. Thì vô tình Min đã tìm được một loại nước rất là bổ dưỡng, đó chính là nước hồng sâm hoa cát cánh Inhubo Hàn Quốc. Trời ơi, mới nghe cái tên thôi là thấy cái nước này rất là dữ dội đúng không? Đây đây, để cho mọi người coi, trong cái hộp to đùng này có tổng cộng tới 30 bịch nước hồng sâm. Nói thật ra thì trong cái môi trường như bây giờ là mình phải cần bồi bổ sức khỏe rất là nhiều. Cái này lúc đầu được tư vấn á, mình thấy rất là xịn sò luôn, nên mình đã mua cho bản thân mình một hộp nè, rồi mua thêm một hộp tặng cho má mi của mình nữa đó. Trong một hộp to là sẽ có 3 cái hộp như thế này. Trong 3 cái hộp này sẽ có thêm 10 cái gói nước hồng sâm nhỏ. Và một gói như này là mình sẽ có 10 ml hồng sâm được chiết xuất nguyên chất từ nhân sâm được trồng 100% ở Hàn Quốc. Thiệt luôn, chứ nói về hồng sâm nhân sâm các kiểu này nọ làm gì có ai mà nổi tiếng hơn được nước Hàn Quốc đúng không? Mà ngoài nhân sâm ra trong đây còn có hoa cát cánh nè, rồi trái lê, rồi mộc hoa nữa. Với lại một cái củ gì đó mình không biết đọc sao hết nên mình sẽ ghi chữ cho mọi người xem ha. Mà mình thấy ở trong đây hả còn có nấm linh chi nữa. Cái này sẽ giúp cho mình cải thiện tình trạng béo phì rồi còn đẹp da nữa đó nha. Thôi bồi bổ sức khỏe xong rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt tay vào làm thôi. Sau 1 giờ đồng hồ tích cực ngồi cắt băng keo, sau đó dán băng keo, cuối cùng cũng đã xong và đây là thành quả nè. Ta da, cu te chưa hả? Và bây giờ thon mình sẽ nhờ anh xã bưng cái lò sưởi thiệt là nặng nề này lên trên để chèn chỉ tiếp. Để cho cái lò sưởi giả này nhìn nó giống cái lò sưởi thật thì mình sẽ trang trí thêm một cái xíu củi nè, vài thêm 3 chậu cây nhỏ, rồi thêm một mớ bông gòn nhìn cho nó giống tuyết rơi. Mà anh xã này cũng ngộ ghê, lúc nãy giờ người ta ngồi làm cái lò sưởi không phụ đâu, ra thành quả đẹp rồi thì nhèo nhèo vô 1, 2, 3 bước coi như là có phụ gì đó. Ôi, không biết ai mà trang trí đẹp quá ta, trời ơi thật là ngưỡng mộ bản thân của mình ghê. Rồi tất nhiên là sau khi nó có đồ đẹp là mình phải bật chế độ sống ảo liền. Mọi người thấy Min trang trí có đẹp không nè? Nếu mà thích đó thì comment ở phía dưới cho Min biết nha. Bye bye, cảm ơn mọi người nhiều.